Chào tất cả các bạn. Hôm nay tiếp theo chương trình môn Công pháp quốc tế, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu chương 4 có tên gọi là Luật quốc tế về lãnh thổ và biên giới quốc gia. Trước hết tôi xin giới thiệu với các bạn hệ thống các tài liệu để học tập môn học này và cái nội dung của chương lãnh thổ và biên giới quốc gia này. Thứ nhất là các bạn cần có cho tôi cái Công ước quốc tế về luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982, hay chúng ta còn gọi là UNCLOS năm 1982. Thứ hai là hiệp ước biên giới đất liền giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hai nước đã ký năm 1999. Thứ ba là Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam với Trung Quốc ký vào ngày 25 tháng 12 năm 2000. Văn bản thứ tư là Luật Biên giới Quốc gia năm 2004. Văn bản thứ năm là Luật Biển Việt Nam năm 2012. Đây là một cái văn bản luật rất quan trọng đối với chúng ta khi xác định chủ quyền và quyền tài phán trên biển theo quy định của Công ước về Luật Biển năm 82. Và cái tài liệu thứ sáu là một tài liệu chính thống của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy là giáo trình Công pháp quốc tế. Và tôi lưu ý các bạn là chúng ta học chương này thì các bạn đọc cho tôi hai cái chương ở trong công pháp, trong giáo trình. Đấy là chương 5 về lãnh thổ biên giới quốc gia và chương 6 là luật biển quốc tế. Và cái tài liệu thứ 7 là một cuốn sách chuyên khảo của tiến sĩ Ngô Hữu Phước, tức là tôi viết về luật quốc tế, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2013. Là những cái tài liệu mà các bạn có thể sử dụng tham khảo để chúng ta nghiên cứu toàn bộ các cái môn học liên quan đến chương trình của luật quốc tế và đặc biệt là cái chương về lãnh thổ và biên giới quốc gia trong luật quốc tế. Bây giờ tôi đi vào cái nội dung chi tiết của cái chương học này. Trong nội dung của chương về luật quốc tế lãnh thổ và biên giới, tôi dự tính trao đổi với các bạn hai nội dung rất quan trọng. Nội dung thứ nhất, đấy là những vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản về lãnh thổ quốc gia. Nội dung thứ hai là những vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản về biên giới quốc gia. Và bây giờ chúng ta đi vào cái nội dung thứ nhất, đấy là những vấn đề lý luận pháp lý cơ bản về lãnh thổ quốc gia. Trong nội dung này thì chúng ta nghiên cứu 3 nhóm vấn đề lớn và đặc biệt quan trọng, đấy là khái niệm và các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia. Nội dung thứ hai là chúng ta sẽ nghiên cứu các quy định của pháp luật quốc tế về thay đổi và xác lập chủ quyền của quốc gia đối với lãnh thổ. Và nội dung thứ ba chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu, đấy là quy chế pháp lý của lãnh thổ quốc gia. Đấy là những nội dung cơ bản trong phần 1 chúng ta sẽ giải quyết. Cái thứ nhất tôi muốn trao đổi các bạn là gì? Nhìn ở phương diện pháp lý thì quốc gia là chủ thể cơ bản và chủ yếu của pháp luật quốc tế. Quốc gia là một thực thể được cấu thành bởi 4 yếu tố rất cơ bản và chúng ta đã nghiên cứu ở trong phần khái luận chung về luật quốc tế, đó là lãnh thổ, đó là dân cư, đó là chính phủ và đó là khả năng thiết lập và thực hiện quan hệ đối ngoại, đã được khẳng định tại Công ước Montevideo ngày 26 tháng 12 năm 1926 được ký giữa các quốc gia Trung Mỹ. Như vậy, nhìn ở phương diện pháp lý thì lãnh thổ quốc gia nó là một bộ phận đặc biệt quan trọng để tạo nên tư cách pháp lý của quốc gia, để tạo nên cái tư cách pháp lý của quốc gia là chủ thể cơ bản của pháp luật quốc tế. Đồng thời, lãnh thổ quốc gia được coi là nền tảng, là cơ sở vật chất đặc biệt quan trọng cho một quốc gia hình thành, tồn tại và phát triển. Và chúng ta có thể khẳng định rằng là trong thực tiễn, từ khi có các nhà nước, các quốc gia ra đời cho đến nay thì không có một quốc gia nào lại được tồn tại, phát triển mà không có lãnh thổ quốc gia. Điều đó các bạn ghi nhận với tôi, đúng ạ. Không có một quốc gia nào trên thế giới này hình thành, tồn tại và phát triển mà không có lãnh thổ quốc gia. Bởi lãnh thổ quốc gia là cái điều kiện cơ bản và quan trọng nhất để cho một quốc gia có tư cách pháp lý là chủ thể của luật pháp quốc tế. Với một yếu tố nữa tôi muốn trao đổi các bạn, tại sao luật quốc tế lại phải giải quyết các vấn đề liên quan đến lãnh thổ và biên giới quốc gia, lại điều chỉnh các vấn đề lãnh thổ và biên giới quốc gia? Bởi lẽ trong thực tiễn hình thành, tồn tại và phát triển của các quốc gia độc lập từ thời kỳ có nhà nước, từ thời kỳ chiếm hữu nô lệ đến nay, thì các tranh chấp xung đột về lãnh thổ biên giới được coi và được xác định là nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân phổ biến làm xuất hiện các cuộc chiến tranh xung đột rất đẫm máu và tàn khốc ở các quốc gia trên thế giới. Chính vì vậy, luật pháp quốc tế hiện đại ra đời cần phải có một chế định, cần phải có một ngành luật đặc biệt quan trọng này để điều chỉnh quá trình xác lập chủ quyền, thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia đối với lãnh thổ của mình, để tạo lập cho thế giới, cho quan hệ quốc tế được ổn định, bình thường và phát triển. Và nhìn ở góc độ pháp lý thì lãnh thổ quốc gia được coi là không gian đặc biệt mà ở đó chủ quyền của quốc gia được giới hạn và quyền chủ quyền của các quốc gia được thiết lập. Và chính vì vậy cho nên tôi khẳng định rằng là luật pháp quốc tế về lãnh thổ biên giới quốc gia là một trong những chế định cơ bản và quan trọng đặc biệt trong hệ thống luật pháp quốc tế. Cái nội dung thứ nhất tôi trao đổi với các bạn đấy là khái niệm và các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia. Thứ nhất là khái niệm về lãnh thổ quốc gia.
Nói về lãnh thổ quốc gia thì đã có rất nhiều các văn bản, các công trình nghiên cứu luật pháp quốc tế đề cập đến khái niệm này. Thế nhưng mà một khái niệm qua quá trình nghiên cứu tôi cho rằng là nó được ghi nhận và được sử dụng một cách thống nhất trong hệ thống luật pháp quốc tế. Đấy là lãnh thổ quốc gia được coi là một phần của trái đất, bao gồm vùng đất, vùng nước, vùng trời trên chúng và lòng đất dưới chúng thuộc chủ quyền hoàn toàn của một quốc gia. Tất nhiên là từ khái niệm này thì các bạn sẽ thấy rằng lãnh thổ quốc gia được chứa đựng hoặc là cấu thành bởi bốn yếu tố rất cơ bản. Đó là lãnh thổ vùng đất, lãnh thổ vùng nước, lãnh thổ vùng trời trên vùng đất và vùng nước, và lãnh thổ lòng đất là toàn bộ phần đất nằm dưới vùng đất và vùng nước thuộc chủ quyền của một quốc gia. Và chủ quyền của quốc gia đối với các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia nó khác nhau. Đối với vùng đất, chủ quyền là tuyệt đối. Đối với vùng nước thì vùng nước nội thủy, vùng nước nội địa là tuyệt đối. Vùng nước biên giới, vùng nước lãnh hải là chủ quyền mang tính chất đầy đủ. Còn đối với lại lòng đất và khoảng không gian hay còn gọi là lãnh thổ vùng trời thì chủ quyền đó lại gọi là hoàn toàn và riêng biệt. Tất cả những vấn đề pháp lý này chúng ta sẽ nghiên cứu từng cái bộ phận chi tiết của cấu thành lãnh thổ quốc gia. Và từ khái niệm về luật quốc tế về lãnh thổ biên giới quốc gia, tôi muốn dẫn chiếu đến một khái niệm được cụ thể hóa ở trong pháp luật quốc gia và đặc biệt là trong hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Xin mời các bạn chúng ta cùng nhau tắt đọc điều 1 của hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại điều 1 của hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. Và các bạn biết, trong bất kỳ một bản hiến pháp của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng đều chứa đựng các tuyên ngôn về các vấn đề cơ bản sau đây. Đó là tuyên ngôn về chế độ chính trị, tuyên ngôn về chế độ kinh tế, tuyên ngôn về quyền cơ bản của công dân, tuyên ngôn về sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Và trong đó tôi cho rằng là tuyên ngôn quan trọng nhất về mặt lãnh thổ, đó là xác định cương vực lãnh thổ của quốc gia đó trong hiến pháp. Chính như vậy cho nên hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ các bản hiến pháp 46, 59, 80, 92 và hiến pháp 2013 chúng ta đều khẳng định điều đó. Có nghĩa là chúng ta khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước thống nhất, có chủ quyền và về phương diện lãnh thổ là toàn vẹn, tức là không bị chia sẻ về lãnh thổ. Nhưng mà ở đây các bạn thấy là nếu căn cứ vào luật quốc tế và điều 1 của hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 thì câu hỏi tôi muốn đặt ra ở đây là bạn nào có thể cho tôi một đánh giá là theo điều 1 của hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì nó đã bao quát hết các bộ phận cấu thành của lãnh thổ quốc gia theo luật pháp quốc tế hay chưa? Và đây là một câu hỏi mà tôi rất muốn nhận được cái sự trả lời của các bạn. Xin mời các bạn. Xin mời em. Em xin trả lời câu hỏi của thầy là điều 1 của hiến pháp nước ta vẫn còn nêu chưa bao quát được các bộ phận của lãnh thổ quốc gia, bởi vì chỉ nêu đất liền, hải đảo, vùng biển, vùng trời và còn thiếu vùng lòng đất ở phía dưới vùng biển và vùng nước, phía dưới vùng nước vùng đất. Vâng, xin cảm ơn. Tôi cho rằng đây là một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Tất nhiên về phương diện khoa học, tôi muốn bình luận thêm các bạn về cái điều 1 của hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như tôi đã đặt vấn đề từ ban đầu, hiến pháp là một bản tuyên ngôn, tôi khẳng định như vậy về mặt lãnh thổ. Đúng không ạ? Ngoài cái tư cách nó là một cái đạo luật cơ bản của quốc gia thì các nội dung về lãnh thổ và biên giới được coi như là một tuyên ngôn về độc lập, về chủ quyền, về toàn vẹn lãnh thổ. Và các bạn thấy lòng đất là một bộ phận lãnh thổ đặc biệt quan trọng của quốc gia. Và tôi có thể khẳng định các bạn rằng là các quốc gia hình thành, tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì các tài nguyên thiên nhiên mà quốc gia đó sử dụng, khai thác từ lòng đất nó mang lại cho quốc gia những lợi ích đặc biệt to lớn. Đó là tài nguyên gì ạ? Tài nguyên nước, đúng không ạ? Nước ngầm, đúng không ạ? Tài nguyên khoáng sản, tài nguyên dầu, tài nguyên khí, Việt Nam chúng ta hay gọi là dầu khí, đặc biệt là tài nguyên khoáng sản như là các mỏ than, mỏ quặng, mỏ sắt, mỏ đồng, mỏ chì, kẽm, đúng không ạ? Manhê, phosphat, bauxit, rất là nhiều các loại tài nguyên mà một quốc gia hình thành và tồn tại phát triển không thể không có tài nguyên thiên nhiên. Và các bạn thấy rằng những quốc gia nào
mà không có hoặc là nghèo về tài nguyên ở trong lòng đất thì quốc gia đó rất khó để trở thành một cường quốc phát triển thực sự. Chính như vậy cho nên tôi cho rằng tôi lấy làm tiếc là giá như ở trong điều 1 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta có thêm một bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia ghi cụ thể trong Hiến pháp đó là lòng đất thì nó đặc biệt ý nghĩa đối với lại cái tuyên ngôn về chủ quyền lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi muốn bình luận cái thứ hai, đấy là nói về mặt câu chữ, điều 1 Hiến pháp khi tuyên ngôn về lãnh thổ chúng ta đã có sự gọi là chồng chéo về câu chữ. Tôi lấy ví dụ, ở đây chúng ta nói này là một nước độc lập có chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, có nghĩa là mới nói đến đất ở đâu các bạn? Đất lục địa, đất ở trong lục địa. Rồi hải đảo, hải đảo nói theo tiếng Việt nhưng mà nó là gốc Hán, Hán Việt, hải là biển, đảo là gì ạ? Những hòn đảo trên biển, như vậy chúng ta nói này biển, đảo, đúng không ạ? Rồi tiếp tục chúng ta lại lặp lại là vùng biển, như vậy là vùng biển là tiếng Việt, hải là biển theo nghĩa tiếng Hán, và như vậy tôi cho đấy là trùng. Như vậy ở đây tôi kết luận lại trong điều 1 chúng ta có hai vấn đề pháp lý và cả việc khoa học pháp lý. Đấy là chưa đề cập đến một bộ phận cấu thành rất quan trọng của lãnh thổ quốc gia, đó là lãnh thổ vùng lòng đất. Và về mặt câu chữ tôi cho là hải đảo và vùng biển đã có sự trùng lặp. Đấy là cái điều 1 của bản Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy từ luật quốc tế, từ Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta khẳng định lãnh thổ của một quốc gia có 4 yếu tố cấu thành cơ bản và tự nhiên. Đó là vùng đất, vùng nước, vùng trời và vùng lòng đất. Bây giờ chúng ta sẽ đi nghiên cứu rất chi tiết từng bộ phận cấu thành của lãnh thổ quốc gia. Trước hết, đó là lãnh thổ vùng đất. Thì các bạn biết là căn cứ vào vị trí địa lý của các quốc gia trên thế giới mà có quốc gia thì hoàn toàn nằm ở trong lục địa. Có những quốc gia thì nó lại nằm hoàn toàn ở trên các đại dương. Ví dụ như Indonesia, ví dụ như Philippines, ví dụ như là Vương quốc Anh, ví dụ Papua New Guinea, đó là những quốc gia nằm hoàn toàn ở trên các đại dương. Cũng có những quốc gia nó rất đặc biệt, vị trí địa lý của nó lại nằm tiếp giáp với Bắc Cực. Chính vì vậy cho nên lãnh thổ của các quốc gia đó khi đề cập tới ở trong luật pháp quốc tế với tư cách là lãnh thổ vùng đất thì có những điểm khác biệt. Trước hết chúng ta nói về các quốc gia lục địa. Các quốc gia lục địa ở đây là các quốc gia mà nằm hoàn toàn ở trong lục địa, không có biển, như Lào, như Mông Cổ, thì vùng đất của các quốc gia này chỉ có đó là đất lục địa hay chúng ta quen gọi là đất liền. Đối với những quốc gia như Việt Nam thì chúng ta là một quốc gia ven biển cho nên chúng ta lại có đất liền, tức là đất lục địa và đất ở các đảo và các quần đảo hợp thành, tạo thành lãnh thổ của Việt Nam. Như vậy ở đây lãnh thổ vùng đất của các quốc gia lục địa, các quốc gia ven biển được xác định khác nhau. Đúng không ạ? Tôi nhắc lại, đất lục địa, các quốc gia lục địa chỉ có vùng đất lục địa. Các quốc gia ven biển có cả đất ở lục địa và đất ở các đảo và các quần đảo. Bây giờ các bạn nhìn trên lãnh thổ Việt Nam của chúng ta. Việt Nam chúng ta là một quốc gia nằm ở khu vực Đông Nam Á. Tôi sẽ có một câu hỏi rất đặc biệt dành cho các bạn bởi vì chúng ta là công dân Việt Nam. Chúng ta phải nắm được các cái thông tin cơ bản về lãnh thổ, về biên giới của chúng ta. Bây giờ câu hỏi tôi muốn hỏi các bạn, tức là bạn hãy cho tôi biết những cái thông tin cơ bản về lãnh thổ vùng đất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Câu hỏi này tôi rất muốn nhận được sự trả lời của các bạn. Các bạn nào trả lời giúp tôi câu hỏi này không ạ? Xin mời bạn. Dạ thưa thầy, Việt Nam của chúng ta thì có dải đất hình chữ S, bao gồm có các đảo ven bờ như hai quần đảo lớn như là Trường Sa, Hoàng Sa và đảo lớn nhất là đảo Phú Quốc, và có khoảng 2.700 quần đảo lớn, đảo và quần đảo lớn nhỏ. Xin cảm ơn em. Câu trả lời của bạn Minh Nhật vừa rồi tôi cho rằng là về cơ bản là chấp nhận được. Tất nhiên ta cần phải hiểu một cách nó bao quát hơn. Lãnh thổ vùng đất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm hai bộ phận hợp thành, đó là lãnh thổ đất liền hay còn gọi là đất lục địa, và chúng ta còn có một hệ thống đảo và quần đảo được bố trí dọc bờ, ven bờ và xa bờ với 12 huyện đảo, và tổng các đảo của chúng ta ở trên biển theo ước tính khoảng chừng 2.770 hòn đảo. Và như vậy hợp thành tổng diện tích của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 330.600 km2. Đó là lãnh thổ vùng đất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cái quốc gia thứ hai mà tôi muốn trao đổi với các bạn đấy là các quốc gia quần đảo. Các quốc gia quần đảo như Philippines, như Indonesia, như Papua New Guinea.
Và đặc biệt ở trong khu vực chúng ta có quốc gia quần đảo Indonesia được mệnh danh là quốc gia vạn đảo, đúng không ạ? Quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới. Và đây là một quốc gia rất là đặc biệt. Thì đối với các quốc gia như Philippines, như Indonesia, như Papua New Guinea là những quốc gia quần đảo, thì lãnh thổ vùng đất của các quốc gia quần đảo là tổng diện tích của các đảo và các quần đảo hợp thành quốc gia đó. Như Indonesia họ tự hào họ là quốc gia vạn đảo, nhưng thực ra họ có gần 20.000 hòn đảo ở trên khu vực biển Thái Bình Dương và một phần ở khu vực biển Đông, trong đó có Việt Nam chúng ta. Thì đấy là quốc gia quần đảo, và các bạn xem ở trên bản đồ đấy là lãnh thổ Philippines, lãnh thổ của Indonesia. Quốc gia thứ ba, khi nãy tôi nói với các bạn đấy là nhóm quốc gia rất đặc biệt, đấy là những quốc gia mà có lãnh thổ tiếp giáp với Bắc Cực. Thì các quốc gia này còn có một vùng đất được xác định ở trong khu vực Bắc Cực, bao gồm các đảo và các quần đảo theo thuyết lãnh thổ kề cận được các quốc gia và luật pháp quốc tế thừa nhận từ cuối thế kỷ thứ 18 cho đến nay. Đó là những quốc gia kề cận Bắc Cực. Trên thế giới này, tôi tiết lộ các bạn trước khi tôi đặt câu hỏi, đó là có 8 quốc gia nằm tiếp liền với Bắc Cực. Trong đó có 2 quốc gia ở châu Mỹ và 6 quốc gia ở châu Âu. Câu hỏi tôi muốn đặt ra ở đây là có bạn nào cho tôi biết tên của các quốc gia tiếp giáp Bắc Cực? Xin mời các bạn trả lời giúp tôi câu hỏi này. Xin mời em. Dạ thưa thầy, em xin trả lời câu hỏi của thầy là có 8 quốc gia tiếp giáp với Bắc Cực. Đó là Nga, Mỹ, Canada, Phần Lan, Đan Mạch, Ireland và Na Uy. Cảm ơn em. Xin mời em ngồi xuống. Chắc là trong lúc bạn rất là hồi hộp, cho nên là nêu tên của các quốc gia thì nó không theo tuần tự lắm. Và tôi nghĩ là thiếu một quốc gia. Không phải, chúng ta sẽ biết 8 quốc gia nằm tiếp cận với Bắc Cực là những quốc gia nào. Thứ nhất là 2 quốc gia nằm ở Bắc Mỹ, đó là Canada và Hoa Kỳ. Và 6 quốc gia còn lại nằm ở châu Âu, đó là Thụy Điển, đó là Na Uy, đó là Nga, đó là Phần Lan, đó là Đan Mạch và đó là Ireland. Có rất nhiều người khi tôi nói về địa lý ở khu vực Bắc Cực thì có người giật mình bảo tại sao Đan Mạch là một quốc gia nằm ở Bắc Âu nhưng mà nó lại là có lãnh thổ tiếp cận với Bắc Cực. Thì xin thưa các bạn là chúng ta nhìn ở trên hình ảnh có một hòn đảo mà được mệnh danh là đảo lớn nhất thế giới, hay còn gọi là đảo băng tuyết, đó là đảo Greenland. Đảo Greenland thuộc chủ quyền của Đan Mạch. Như vậy, toàn bộ cái đảo này được gọi là đảo lớn nhất thế giới này thì nó nằm gần như là trọn ở trong Bắc Cực. Và nhìn ở Bắc Cực thì các bạn biết là những quốc gia nằm tiếp liền với Bắc Cực hoặc tiếp giáp với Bắc Cực sẽ có một phần đảo và quần đảo nằm trong đường rẻ quạt được xác định như ở trên bảng. Đường hình rẻ quạt nằm ở khu vực Bắc Cực. Và khi xác định cái đường rẻ quạt đó nó thuộc về lãnh thổ quốc gia nào thì các đảo và các quần đảo sẽ thuộc chủ quyền của quốc gia đó. Và các bạn biết là Bắc Cực là một trong những cái vùng đất được coi là lạnh ở trên trái đất, rất ít người sinh sống, cư trú ở trên đó. Nhưng các cái tài nguyên thiên nhiên ở khu vực Bắc Cực nó cũng mang lại cho các quốc gia rất nhiều các lợi ích. Và tôi tin rằng cùng với sự phát triển khoa học kỹ thuật thì các quốc gia ở trong khu vực Bắc Cực sẽ càng ngày càng sử dụng, càng khai thác hiệu quả cái vùng Bắc Cực. Chính như vậy cho nên trong bối cảnh hiện nay, các quốc gia nằm ở khu vực Bắc Cực thì cũng thường xuyên có những cái tranh chấp, có những xung đột liên quan đến sử dụng nguồn nước ở khu vực Bắc Cực, tức là các vùng biển và các đảo, các quần đảo nằm ở khu vực Bắc Cực. Và tôi hy vọng rằng nếu có điều kiện các bạn thi thú, các bạn sẽ thể quan tâm nghiên cứu thêm ở các cái tài liệu khác liên quan đến cái vùng lãnh thổ đặc biệt này của thế giới. Điều tôi muốn kết luận ở đây, xét về phương diện chủ quyền, lãnh thổ vùng đất thuộc chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối của quốc gia, bất kể vị trí toàn bộ lãnh thổ vùng đất hoặc là một phần của lãnh thổ vùng đất nằm ở đâu. Tôi lấy ví dụ trên bảng, đây là bản đồ thế giới, nhưng mà tôi đã ký hiệu rất đặc biệt một vùng lãnh thổ thuộc Cộng hòa Pháp nằm ở khu vực Nam Mỹ, đó là vùng lãnh thổ Guyana thuộc Pháp, nằm ngay trên đường xích đạo. Đây là một vùng lãnh thổ thuộc Pháp, và các bạn biết là Pháp nằm ở châu Âu, thì nhưng mà nó lại có một bộ phận lãnh thổ nằm ở khu vực châu Mỹ, mà cụ thể là nó nằm ở cực bắc của Brazil và tiếp giáp với lại một quốc gia cũng rất đặc biệt, đó là Somali. Và cái vùng lãnh thổ Guyana này thì có một cái đặc điểm rất đặc biệt, tức là nó có đến 98% diện tích của lãnh thổ Guyana được che phủ bởi rừng. Nó rất là đặc biệt. Nếu các bạn có điều kiện chúng ta đến du lịch, đây là một thiên đường du lịch tuyệt đẹp của các quốc gia Nam Mỹ. Thế nhưng mà Guyana lại thuộc lãnh thổ Pháp. Và khi Guyana thuộc lãnh thổ Pháp
thì nó thuộc chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối của Cộng hòa Pháp. Đây là cái bản đồ của lãnh thổ Guyana thuộc Pháp. Phía bên Tây Bắc đó là Suriname và phía Nam của Guyana đó là lãnh thổ Brazil. Đây là cái thông số mà tôi muốn cung cấp với các bạn. Pháp có rất nhiều các cái lãnh thổ hải ngoại. Tên tiếng Pháp gọi là Département d'Outre-mer, viết tắt bằng tiếng Pháp DOM, bao gồm các vùng lãnh thổ ở các đảo và các quần đảo ở trên các đại dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và một vùng đất mà tôi vừa trình bày với các bạn đó là ở khu vực Nam Mỹ. Và các cái vùng đất này thuộc chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối của Pháp. Chính như vậy cho nên họ có chân, có ghế ở trong Quốc hội Pháp. Họ được quyền bầu vào các cái cơ quan lập pháp, hành pháp của Liên minh châu Âu. Và tổng diện tích mà các vùng lãnh thổ của Pháp ở hải ngoại đấy, tức là DOM của Pháp hơn 1 triệu km vuông. Và dân số mà tôi thống kê được từ năm 2011 thì đã hơn 2 triệu 685 nghìn người. Như vậy cũng khá là đông. Một cái quốc gia nữa tôi muốn giới thiệu các bạn đấy là Vương quốc Anh. Và Vương quốc Anh thì người Việt Nam chúng ta hay gọi đến nước Anh. Nhưng thực ra tên gọi chính thức của nước Anh đó là Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Người Anh luôn luôn tự hào mặt trời không bao giờ lặn trên lãnh thổ nước Anh. Các bạn biết tại sao như vậy không? Đây là hệ quả của cái quá trình thuộc địa và thực dân hóa của Anh. Và chính như vậy cho nên nước Anh hiện nay có đến 14 cái bộ phận lãnh thổ hải ngoại với tổng diện tích hơn 1 triệu 727.000 km vuông. Và tôi cho đây là một cái diện tích rất lớn. Như các bạn biết, Việt Nam chúng ta được coi là một quốc gia có diện tích trung bình thì mới chỉ 330.600 km vuông. Trong lúc đó, các vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh đã có tổng diện tích là 1.727.570 km vuông. Và đây là một cái diện tích rất lớn. Và chính như vậy, nước Anh luôn tự hào rằng là mặt trời không bao giờ lặn trên lãnh thổ nước Anh. Và đây là cái bản đồ để chứng minh cho điều đó. Đây là cái kết quả của quá trình thực dân hóa trước đây của Anh. Anh đi xâm chiếm các vùng lãnh thổ thuộc địa ở bên ngoài, kể cả ở châu Phi, châu Mỹ, châu Á, châu Đại Dương. Và tất cả những cái quốc gia có màu hồng ở trên bản đồ, đấy là lãnh thổ thuộc địa và đã từng là thuộc địa của Anh. Và hiện nay có những quốc gia thì đa số các quốc gia đã tuyên bố độc lập. Còn những cái vùng lãnh thổ chưa tuyên bố độc lập thì nó là lãnh thổ thuộc Anh hay còn là lãnh thổ hải ngoại của Anh. Đó là nước Anh. Cái bản đồ trên bảng tôi muốn giới thiệu các bạn, đây là một vùng lãnh thổ rất đặc biệt. Đây là quần đảo Falkland. Quần đảo Falkland này là quần đảo nó nằm ngay bên cạnh Argentina. Nhưng nó lại thuộc chủ quyền của nước Anh. Điều đó để chứng tỏ rằng là bất kể vị trí toàn bộ hay một phần lãnh thổ vùng đất, đó là các đảo, các quần đảo hoặc các vùng đất lục địa, khi được quốc gia xác lập chủ quyền thì nó hoàn toàn thuộc chủ quyền của cái quốc gia mà đã xác lập chủ quyền đó. Và với cái lãnh thổ của Anh là quần đảo Falkland này thì chúng ta sẽ có dịp nghiên cứu rõ hơn. Đấy là tại sao Falkland nó nằm ở khu vực Nam Mỹ, nước Anh thì nằm ở châu Âu. Đúng không ạ? Falkland nằm ở bên cạnh Argentina nhưng lại thuộc chủ quyền của Anh. Đấy là một câu hỏi mà sau này tôi sẽ lý giải với các bạn trong nguyên tắc xác lập chủ quyền của quốc gia đối với lãnh thổ trong các cái phần học và nội dung học tiếp theo của môn học này, của cái chương này. Về thực thi chủ quyền, khi chúng ta nói lãnh thổ quốc gia thuộc chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối của quốc gia, có nghĩa là quốc gia chủ nhà là người chủ thực sự, có quyền quản lý, có quyền khai thác, quyền sử dụng, quyền định đoạt, quyền bảo vệ các vấn đề pháp lý liên quan đến lãnh thổ quốc gia, mà các quyền này nó loại trừ các cái quyền của các quốc gia khác vào lãnh thổ của quốc gia sở tại, quốc gia chủ nhà. Tôi nhắc lại là quốc gia chủ nhà có toàn quyền việc chiếm hữu, quản lý, sử dụng, khai thác, bảo vệ và định đoạt các vấn đề pháp lý liên quan đến lãnh thổ quốc gia. Và điều tôi lưu ý là gì? Có định đoạt kiểu gì, có quản lý như thế nào thì vẫn phải dựa trên nền tảng của gì ạ? Luật pháp quốc tế và thực tiễn của quốc gia đó. Đấy là cái nội dung mà tôi muốn nói với các bạn, đấy là chủ quyền tuyệt đối. Chủ quyền tuyệt đối đối với lãnh thổ. Cái điều này tôi đề nghị các bạn lưu ý cho tôi về cái nội dung về chủ quyền tuyệt đối của quốc gia đối với lãnh thổ vùng đất, để sau này chúng ta còn nhắc lại các bộ phận cấu thành lãnh thổ khác cũng có cái gọi là chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối. Bây giờ có một câu hỏi
tôi đặt ra và chắc là tôi tự trả lời. Thì luật quốc tế có quy định là một quốc gia được coi là chủ thể của luật pháp quốc tế thì phải có diện tích lãnh thổ là bao nhiêu không? Các bạn quan tâm điều này không ạ? Tôi chắc chắn là các bạn sẽ đặt cho tôi một câu hỏi như vậy. Bởi vì trên thực tế các bạn thấy này, có những quốc gia như Liên bang Nga hay còn gọi là nước Nga, rất nhiều người thì gọi là Cộng hòa Liên bang Nga, thì tôi lưu các bạn là không có nước nào trên thế giới này có tên là Cộng hòa Liên bang Nga, mà chỉ có tên là Liên bang Nga hoặc là nước Nga, được quy định trong Hiến pháp Nga rất rõ. Nước Nga hay còn gọi là Liên bang Nga, chứ không có nước Cộng hòa Liên bang Nga. Nó có diện tích trên 17 triệu km vuông, như Trung Quốc bên cạnh Việt Nam có diện tích là 10 triệu km vuông. Nhưng mà cũng có những quốc gia, ví dụ như Cộng hòa Slovakia, tách ra khỏi tiệp khách thì họ chỉ có khoảng chừng vài chục nghìn km vuông thôi, đúng không ạ? Hoặc là bên cạnh Việt Nam chúng ta có một quốc gia có diện tích rất nhỏ, đó là gì ạ? Brunei Darussalam và Singapore, và đặc biệt Singapore diện tích của khoảng chừng 895 km vuông thôi. Như vậy ở đây câu trả lời đấy là luật quốc tế không quy định diện tích của một quốc gia tối thiểu là bao nhiêu km vuông, nhưng về phương diện khoa học có thể khẳng định rằng diện tích lãnh thổ của một quốc gia phải đủ để cho một cộng đồng người cùng tồn tại, cùng sinh sống, cùng phát triển và xây dựng một quốc gia độc lập. Đó là cái câu trả lời của tôi. Và như vậy, để kết thúc cái môn tiết học này, tôi muốn các bạn nắm rõ cho tôi một vấn đề rất cơ bản. Đó là khi nói đến lãnh thổ quốc gia trong luật pháp quốc tế, các bạn phải hiểu cho tôi đấy là lãnh thổ quốc gia là một phần xác định trên trái đất này, bao gồm vùng đất, vùng nước, vùng trời trên chúng và lòng đất dưới chúng, thuộc chủ quyền hoàn toàn, riêng biệt và tuyệt đối của một quốc gia. Tiết học đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý học tập.